Chào tất cả mọi người, Nấm đang có mặt trại của anh Thật. Trại anh Thật đang thu lứa đầu. Ngày hôm qua thì Nấm cũng có mặt ở đây rồi, vì mấy anh em cứ kiếm chuyện á, mà gặp Nấm nữa thì Nấm lại thích. Hôm nay lại muốn kiếm chuyện nữa. Ok, thích. Hết chọc đúng cái chỗ thích. Rồi thì hôm qua Nấm cũng có quay rồi, thì hôm nay cũng quay lại cho mọi người xem. Thì hôm qua thì nó rất là nhỏ đúng không? Thì ở trong cổ thôi, mới có nhú ghim thôi. Thì hôm nay thì nó lớn hơn một tí. Thì bây giờ anh Thạch cũng vẫn nói với Nấm là thôi, hôm nay vẫn còn thích thì vẫn còn cơ hội đến được, chứ ngày mai hãy Nấm rồi. Sáng sớm hãy Nấm. Thì Nấm sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách tưới của anh Thạch. Thì chắc hầu như bên Nấm thì đều tưới như thế hết. Thôi bên Nấm thì mọi người cứ tưới thoải mái đi. Trại của anh Thạch thì đứng đây rất là mát. Quay phim nói chuyện nãy giờ thì không có mồ hôi thì tức là ok. Rồi bây giờ Nấm sẽ đi chi tiết vô trong này. Đấy, đây nè. Đây nè. Hôm qua mặc áo trắng, hôm nay chuyển thành áo xanh rồi. Gậy rồi, chăm được cái khúc đó rồi. Từ từ anh Thạch ơi, chù ống từ. Vội gì mà, cứ bình tĩnh, cứ tưới xong rồi trước sau gì cũng được nhậu mà, không lo đâu. Ra quả thể thì rất là ok, đẹp. Thứ nhất là chùm nấm đẹp nè. Màu sắc thì để lớn một tí nữa đi. Bây giờ kích sáng được rồi anh Thạch ơi, kích sáng là ok luôn, cho màu đậm lên. Tỷ lệ thì đạt đậu quả thì rất là tốt đó. Nấm nghĩ là rơi vào phải tầm 80-90. Chân ở trong này nè anh Thạch, bây giờ ép nó đi, chân đẹp rồi nè, giờ này ép đi, chân dài đấy, nhìn cái chùm lứa đầu nha mọi người. Nói chung là lứa đầu thì rất ít khi mà để mà ra đều như thế này hết, trừ khi đấy, cái này thì có con này, còn sao tôi thui vậy, có còn ôi giờ anh mới ra, giờ anh mới ra. Rút bông chưa sạch nữa rồi, còn ướt bông rồi. Cách tưới sau bao nhiêu năm tưới thì anh có sợ không? Không, quen rồi mà, ngày nào cũng tưới kiểu đây. Ở trên anh có hệ thống bếp đàng hoàng nha mọi người, nhưng mà bếp thì tưới tổng, còn cái đây là tưới hỗ trợ vào cổ, vì bếp ở trên nó rơi xuống thôi. Bây giờ thì Nấm sẽ chia sẻ cho mọi người vài cái vấn đề này nữa nè. Nếu như bây giờ mọi người muốn lên đậm thì chúng ta sẽ kích sáng 24/24 luôn. Kích sáng vì ánh sáng nó sẽ làm cho nấm màu sắc nó đậm hơn. Đấy. Rồi nếu như mà lúc mà rút nắp á, có ánh sáng nữa thì nó kích thích tạo quả thể cũng tốt hơn nha mọi người. Nên có những trại mà cứ rút nắp xong rồi á, là bật sáng liền á, thì nó cũng làm cho quả thể bung tốt. Rồi tưới độ ẩm ok. Đấy. Đẹp. Tốt. Nước nào mênh mông. Chiều nay quay mới đẹp, tí nữa ra, tí nữa ấy là anh em nhậu xong rồi 4-5 giờ ra đây là quay lại mới đẹp. Rồi, đón đầu. Ok. Đấy, đã. Đâu. Nắm ghiền. Rồi thì Nấm cũng kết thúc cái video ở đây. Thì quay cho mọi người xem cách tưới, rồi cũng chia sẻ với mọi người. À thêm một cái nữa, muốn ép chân dài ấy, giờ này ngộp luôn nha, đóng ngộp luôn thì chân nó sẽ dài. Chân dài thì màu nó sẽ nhạt, màu lá nhạt thì kích ánh sáng lên. Nhưng mà nói đó là mình ép thôi, chứ dù gì mà để tự nhiên này thì vẫn đẹp hơn, màu đẹp, chân cũng vừa, cũng đừng có dài quá. Nhiều khi chân dài quá cũng không tốt. À, chân dài quá thì người ta cứ nghĩ là chắc phun cái gì vô sao nó dài dữ này. Cái thứ hai, chân dài là phải đắt giá nữa nha mọi người. Nên Thạch đến thích cái đó dụ. Tưới thì lo tưới đi. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái video này. Chúc mọi người nhiều sức khỏe.
Đó, anh vô cái anh thật anh thấy anh vô đoạn trong này thì cái độ ánh sáng nó sẽ yếu hơn đúng không? Anh thấy đoạn giữa không? Rồi oxy nó ít hơn nữa nên là nó dài cái chân hơn. Nhìn cái chùm nấm này. Chân nó dài nha nha. Đó. Mọi người thấy không? Con rất dài, thon dài. Ôi trời ơi. Rồi, cảm ơn mọi người. Chúc mọi người nhiều sức khỏe. Mấy chị em đang nướng cá ở trong đó.